được chúng ta học thiền từ đơn đến phần quy tắc thêm ẹt và ẹt. Rồi ta nói từ cái đoạn này đi. Khi học về thiền tài đơn, bất kỳ thi nào thì chúng ta phải nhớ cho cô ba cái nội dung chính, ba điểm chính. Tất cả các bạn bật camera lên cho cô. Cô nói một lần nhé, nói một lần nữa. Còn bây giờ trong buổi mà để cô không nói thêm một câu nào nữa, chỉ cần thấy biểu hiện tắt camera là cô im lặng cho áo ra luôn, im lặng cho áo ra luôn nữa, nghỉ học buổi luôn nữa. Nhớ nè, cả lớp tuyệt đối không để cô nhắc thêm lần thứ hai. Tất cả bật camera lên cho cô nữa. Kiến văn là một, thuế là hai, đống là ba. Nghe cô nói chưa? Hãy là đang giòn góc học tập, bắt đầu mới sâu lên. Được chưa? Đấy. Như vậy nó thành mặt học. Phạm đống đâu rồi? Có. Ừ, bật camera lên em. Bạn nào thấy bạn khác tắt camera. Cô vẫn đang giảng sai xưa, thấy cô ở đấy thì nhìn thấy hết, nhưng mà có những lúc cô xấu cái ló cái giảng và ló xấu cái chữ phía bên này đi không để ý được cả, thì nhậm tín cho cô, chỉ cần nhậm tín đi cho cô biết thôi là cô chuyển sáng sẽ cho ra khỏi phòng nha. Và phụ huynh chúng ta, nếu những phụ huynh nào ở đó cũng nhắc nhở con em mình là chúng ta bật camera lên để chúng ta học nghiêm túc. Phạm Hoa đã, bạn Hoa, Trân Hoa đã vào chưa? Tuấn Anh vào chưa? Rồi, Hoa vào rồi. Cô bên đống lý do chi mới vẫn chưa bật camera em. Rồi, đang điều chỉnh đúng không? Ok. Cả lớp lặng nghe nhé. Bây giờ cô gọi một bài này. Khi học về thi hiện tại đơn, chúng ta cần học ba điểm lớn. Điểm lớn thứ nhất đó là cách sử dụng. Mời một bạn hãy nói cho cô biết. Hãy nói cho cô biết đó là khi hiện tại đơn có bao nhiêu cách sử dụng, đó là gì? Nào, nhìn vào màn hình và nói nào. Khi hiện tại đơn có bao nhiêu cách sử dụng, đó là gì? Mời bạn Quỳnh nhé. Không biết thì chúng ta hạ phải xuống. Mời bạn Kiến Văn. Em tôi có sử dụng của thi hiện tại đó là dùng để diễn tả một hành động lặp lại thường xuyên và diễn tả thói quen. Gì nữa? Và nhìn ra trong cổ đây mà nói này, nhìn gì trong vở á, cái camera kéo xuống kéo dưới đẹp trái đi cho mọi người nhìn mặt chứ. Rồi thứ hai là diễn tả thói quen, thứ ba là diễn tả gì, là chân lý quá à, diễn tả chân lý đó, nhớ ba ý đó cho cô đó được. Thôi mời một bàn tất cả hàng đáy xuống. Cái phần nội dung trong tấm thứ hai của thi này đó, đó là nhận biết. Vậy khi học về nhận biết của hiện tại đơn, chúng ta cần nhớ mấy ý lớn, từng ý lớn đó là gì? Cần nhớ mấy ý lớn, từng ý lớn đó là gì? Mời bạn Nguyễn Huyền. Dear teacher, có hai phần ý lớn là càng tâu chỉ tân suốt và càng tâu chỉ số lắm. Rồi em nói từng ý cho rõ ràng nào, có ba ý em nhá. Ý thứ ba là every. Ở đâu cái cô từng ý một? Em thưa cô là always, usually, often, sometimes, seldom, never. Tiếp theo là once, twice, three times, four times, a week, a month, a year, every day, every week, every month, every year.
Ok, đó là phần ý. Rồi, bây giờ sáng cái ý trong tấm, nội dung trong tấm thứ ba, đó là cấu trúc của thi hiện đại đơn. Nói về cấu trúc của thi hiện đại đơn, ta phải nhớ cho cô bốn ý lớn. Một là thể khẳng định, hai là thể phủ định, ba là thể nghi vấn, bốn là câu hỏi ống tin. Hôm trước chúng ta đang tập trung phân tích về thể khẳng định. Một bạn hãy nhắc lại cho cô, thể khẳng định của thi hiện đại đơn có công thức như thế nào? Ok Ngọc Trâm. Nào, công thức thể khẳng định. À, mời bạn Phương Thảo. Dear teacher, công thức thể khẳng định là chủng ngữ cộng đồng tư cộng hoặc đầy nguyên thể hoặc thể mệt hoặc cộng thể mệt. À, rồi, công thức ta phải nhớ đó là thể khẳng định là chủ ngữ cộng đồng từ nguyên thể hoặc thêm s hoặc thêm es. Bây giờ mời một bạn hãy phân tích cho cô, đồng từ khi nào nguyên thể, đồng từ khi nào chia thêm s, khi nào thì đồng từ nguyên thể, khi nào thì đồng từ chia thêm s. À, nhưng bạn khác nữa. Mời bạn Hồng Tung. Dạ, chờ là động từ nguyên thể là chủ ngữ là số nhiêu. Còn chủ ngữ là gì? Em được có là chủ ngữ là số nhiêu. Còn động từ chỉ s là động từ là số ít. Mời bạn Khánh Chi, em có đồng tình với ý kiến của bạn Hoàng Tung không? Yes. Rồi, mời bạn Kiến Văn, em có đồng tình với ý kiến của bạn Hoàng Tung không? Teacher, yes. Yes. Mời bạn Phương Thảo, em có đồng tình với ý kiến của bạn Hoàng Tung không? Dạ, có. Huệ có đồng tình với ý kiến Hoàng Tung không? Có. Tố thì không đồng tình. Nguyên Huệ có. Cái đồng từ nguyên thể thì chủ ngữ là số nhiêu, còn đồng từ thế mệt hẹt là chủ ngữ số ít. Mà phải ái mà nằm ở số nhiêu được, ái là tối, đúng không? Vậy khi có ái xuất hiện, khi có từ tối xuất hiện thì đồng từ nguyên thể là chia nguyên thể. Không, nguyên thể là số nhiêu được. Nói chúng ta nói là phải có cái cơ sở có dày nhá. Bây giờ có phân tích này, đồng từ muốn nguyên thể hay thêm s nó phụ thuộc vào chủ ngữ. Chủ ngữ chúng ta chia thành hai nhóm, đó là nhóm chủ ngữ một gồm 5 yếu tố. Hoàng Tông tập trung này, gồm 5 yếu tố I, we, you, they, danh từ số nhiều, thì khi đó cộng đồng từ nguyên thể, nhớ chưa? Đó, nguyên thể là phải còn 5 yếu tố nữa. Còn những nhóm mẹ thai, he, she, it, đánh tư số ít thì cộng đồng từ phải chia thêm s hoặc e. Rồi bây giờ hỏi tiếp, vậy khi đồng từ thêm s hoặc es nó được chia thành mấy quy tắc, đó là gì? Khi đồng từ thêm s hoặc es được chia thành mấy quy tắc, đó là gì? Mời bạn Ngọc Trâm. Em này biết rồi, em coi đó. Mời bạn Khánh Chi. Thế thích chờ. Đồng từ thêm s hoặc es có bốn quy tắc. Đúng rồi, quy tắc 1. Quy tắc 1 là thông thường thêm s. Đúng rồi, quy tắc 2. Quy tắc 2 là những chữ cái trong câu sáng xuân dưới chữ không sâu là cộng thêm es. Rồi quy tắc 3. Quy tắc 3 là trước phụ âm là y dài. Sáu phụ âm là y dài. Cùng là y dài, trước y dài cộng là phụ âm. À, chuyển thành y ngắn cộng thêm es. Rồi quy tắc 4. Quy tắc 4 là quy tắc đặc biệt. Hẹp chuyển sang khác
À, rồi thất biểu dương cái tính thân học bài của Khánh Chi đã biến cái phần sơ đồ của cô đấy thành lời nói, phát biểu thành thành cái lời để chúng ta thuộc nhá. Khi động từ thêm s hoặc es, chúng ta chia thành bốn quy tắc. Quy tắc thứ nhất, thông thường gặp thêm s là được. Quy tắc thứ hai, những động từ có đuôi là sang xuân vui chữ không sầu thì ta cộng thêm s. Quy tắc ba, những động từ có tuần cung ít dài, trước ít dài là phụ âm, ta chuyển ít dài thành ít ngắn rồi thêm s. Quy tắc bốn là quy tắc đặc biệt, từ hép ta chuyển thành từ has. Thì hôm trước ta đang làm bài tập đó là áp dụng bốn cái quy tắc này để xử lý các cái động từ nguyên thể chuyển sang động từ chia. Và chúng ta đã phần này là cô đã giáo các bạn về nhà chúng ta phải nộp. Và bây giờ nhá, từ thứ nhất, ta thêm s hay es vì sao? Từ thứ nhất ta thực hiện công thức thứ mấy? Từ do thực hiện công thức thứ mấy? Mời bạn Huế. Ta thử có là công thức thứ hai. Quy tắc thứ hai ta làm gì em? Thấy mẹ ép nhưng mà tấn công là sống thì tấn công là chứ. Phải thấy mẹ ép. Thế mẹ thế ép. Ép có ạ. Ép mới được. Nó phải thêm mẹ ép. Sáng xuân. Sáng xuân dưới chữ khống sâu là nó phải thêm mẹ ép nhá em nhá. Cái này là phải thêm mẹ ép này. Rồi câu số 2. Câu số 2 áp dụng quy tắc số mấy? 1, 2, 3, 4 áp dụng quy tắc số mấy? Ồ chà, có đến 10 bàn giơ tay rồi. Mời bàn Phi Dương. Thưa cô lắm. Áp dụng quy tắc số mấy? Quy tắc số 3. À, vậy ta chuyển cái gì? Ta chuyển từ y dài sang y ngắn như thêm e. À, bởi vì chữ y dài là phụ âm. Rồi. Câu số 3. Câu số 3, cô mời bạn Ngọc Anh bật mic cho cô. Câu số 3 có cái từ đó, từ ghép có đuôi là chữ gì Ngọc Anh? Em thưa cô là es. Quán cái đuôi của từ này đấy. Là chữ gì? Get. Cái đuôi của từ này em nhìn thấy đó là chữ gì? Chữ tơ. Vậy em thấy mẹ et à? Đấy em này nha. Chữ tơ có trong cái quy tắc hai này không anh? Cái từ ghép đó có không? Không được mà nó có thể mẹ được. Rồi từ ghép đó có phải tấn công lấy ra không anh? Rượu thì mà nó có thể mẹ được đúng không? Vậy ta không thể tùy tiền có thể mẹ vào mà nè. Nhiều bạn rất tùy tiền. Rất nhiều từ ghét là từ những thế mẹ ép. Từ ghét tấn công là đuổi chữ tơ mà. Vậy nó không thuộc quy tắc 2, không thuộc quy tắc 3, cũng chẳng thuộc quy tắc 4. Vậy nó thuộc quy tắc thông thường. Mà quy tắc thông thường thì ta làm gì cả lớp? Thế mẹ ép. À, ta thế mẹ ép. Đây, nếu các bạn làm là phải dựa trên cơ sở kiến thức đã được cô dạy. Chứ đừng có làm rơ nữa. Rồi, vậy tháng 4 số 4 về rồi. Bây giờ các bạn hiểu công thức thì về rồi. Có số 4 nào. Áp dụng, ôi chà, áp dụng quy tắc số mấy? Để nói cho cô được áp dụng quy tắc số mấy, đúng không? Mời bạn Quỳnh Chi. Teacher, hẹ chuyển thành hạ có. Quy tắc số mấy em? Quy tắc số 4 quá. Quy tắc số 4, hẹ. Câu số 5, mời bạn Xuân Huy. Giá Xuân Huy. To live, có tấn công là gì? Có tấn công có thuộc quy tắc hai không Huy? Có thuộc đi đâu rồi? Em thấy có là thuộc quy tắc mấy? Quy tắc mấy? Một. À đúng rồi, vậy quy tắc một làm gì Huy? Quy tắc một. Thêm ép. Năng ít thêm ép. Ngưng ngơ. Này. Ai quên đâu ạ? Nhâm đúng không? Này, nhìn lại cả lớp, nhìn lại cho cô đấy này, để hôm mà nói này.
Như nó là chữ sơ này, sơ này, dẹt này, xế hạt này, ó này, sơ hơ thì thế mệt. Phần cung thì dai mà từ phụ ấm thì chuyển thành y ngắn thế mệt. Từ hết thì chuyển thành từ hết. Còn lại không thuộc ba quy tắc đằng sau này thì tổ thành quy tắc thông thường. Mà thông thường là quy tắc 1 này thì phải thế mệt. Rồi Huy nói lại cho cô, cái từ số 5 đó là thuộc quy tắc mấy? Quy tắc 1. Phải thêm gì? Thế mệt. À, thế mệt là được. Rồi, câu số 6. Câu số 6. À, mời bạn Lê Văn Huy. Câu số 6 quy tắc mấy Huy? Em thưa cô là quy tắc hải. Vì sao? Bởi vì chữ chớ năm chữ. À rồi, quay thêm đuôi đi em. À, chính xác. Đấy. Rồi, tiếp theo câu số 7. Câu số 7 thực hiện theo quy tắc mấy? Mời bạn Cao Trang. Đưa tích chờ để em thực hiện cộng thức số 1. À, đây đã thêm gì em? Đã thêm ẹt cơ. Không thuộc 2, không thuộc 3, không thuộc 4 thì trở thành quy tắc số 1, đúng không? Rồi, câu số 8. Câu số 8. Nào, bây giờ là có đến 13 bàn giơ tay. Nhưng vẫn có một số bàn nữa vẫn chưa chưa được. À, câu số 8 mời bàn Trâm Anh nói cho cô biết. Câu số 8 là thuộc quy tắc số mấy? Chưa ra được thầy. Mời bạn Ngọc Trâm. Câu số 8 thuộc quy tắc số mấy? Dear teacher, câu số 8 thuộc quy tắc số 2 của. Vì sao? Vì tần công có chữ gì? Có chữ ó. À, có chữ ó. Thế ta thêm gì đây em? Thêm ẹt. À, thêm ẹt. Nên bàn nào sai rồi nào chúng ta từ sửa. Câu số 9. Câu số 9 thuộc quy tắc số mấy? Ai biết? Câu số 9 thuộc quy tắc số mấy? Có 14 bàn đưa ta. À, mời bàn Phạm Đông. Rất tốt. Ừ, Xuân Huy cùng các bạn. Quy tắc số 3 có ạ? À, quy tắc số 3. Vậy nếu quy tắc số 3 thì em chuyển cái gì? Ra thằng y ngạn. Rồi bây giờ cô hỏi em nhé. Cô hỏi em này. Đấy là y dai đúng không? Đúng ạ. Được y dai đấy là chữ cái là chữ lã. Được theo em. Á là nguyên âm hay phụ âm? Nguyên âm. À nguyên âm đúng rồi. Rồi cô nhìn lại quy tắc 3 đi. Quy tắc 3 trước y dai là nguyên âm hay phụ âm? Phụ âm. À phụ âm. Rồi câu này có giọng với quy tắc 3. Ừ, khác rửa đưa thanh quy tắc mấy đâu? Nói cho cô biết. Ừ. Không thuộc quy tắc 3 thì thanh quy tắc mấy? Ừ. Có phải quy tắc 2 không? Ừ, Huy đứng bay bay. Huy. Hai đó. Cô đứng thầy cáo xin Huy đứng chỉ bay cho đống nữa. Huy giơ ngón tay lên cho đống này. Quy tắc mấy rồi xuống đi. Số mấy đâu? Hai con. Ừ, Xuân Huy đứng giữa số 7 đó. Không thuộc quy tắc 3 là phải đưa vào quy tắc 1, đúng ạ. Quy tắc 1 thì làm gì đâu? À, thế mệt. Yeah, thế mệt. Rất biểu dương tính thân của cáo Xuân Huy ở bài này. Phần này rất nhanh, giơ tay và con hỗ trợ cho bạn được. À, tuy nhiên là cái này là ông... Thì trường hợp này nhé, trường hợp khác để từ bàn từ làm. Còn mình muốn làm thì mình giơ tay lên. Câu số 10, mời cả lớp nào? Ai biết thuộc quy tắc mấy? Câu số 10 chúng ta áp dụng quy tắc mấy để làm? Câu số 10, dùng quy tắc mấy để làm? Bây giờ có 11 bàn à? Quy tắc 10, à, câu số 10 dùng quy tắc mấy để làm? Mời bàn Thùy Dương. Quý tắc hải. À, quý tắc hải đúng không? Sáng xuân có chữ sơ đấy. Vậy quý tắc hải làm gì em? Quý tắc hải ta thêm. Thêm ẹ. À, để mẹ nhánh rồi nhánh nhất khoát luôn. Rồi, tiếp tục câu số 11. Câu số 11 nào.
Câu số 11. Mời Cao Xuân Huy. Câu số 11 theo em là quy tắc mấy? Quy tắc 1. Quy tắc 2. Vì sao phải là quy tắc 2? Vì sao đó là quy tắc 2? Anh này, chữ sâu này, sơ hơ này, đúng không? Sáng xuân đưa chữ sâu của sơ hơ này. Vậy quý thức hai phải làm gì, Xuân Huy? Thêm ép. À, đúng rồi, brosis. Ơi, câu số 12. Nào, những bạn khác nữa nào, chúng ta xuống phòng đi. Không khó đâu. Mời bạn Dương Hảo. Em nhìn thấy này, cái số 12 này có tấn công là chữ nơ. Vậy nó sẽ thuộc quý thức mấy? Em sẽ có thuộc quy tắc 1. Chính xác. Vậy thêm gì em? Thêm mệt quá. À, rất tốt đấy, đơn giản vậy thôi. Nhưng mà một chỗ bàn khi làm là làm rơ, làm theo cẩm tinh. À, thêm cái thôi đoàn đi. Lâu rồi thấy mẹ rồi, bây giờ đoàn thì ta thêm mẹ cậy. Chứ không dừa vô cái quy tắc nào cả. Câu số 13. Câu số 13. Mời bàn mời bàn Lan Phương đó, câu số 13 theo em nó thuộc quy tắc mấy? Thuộc quy tắc 2 cô ạ. Vì sao em? Vì có chữ x. À, đúng rồi. Vậy thêm gì em? Giơ tay rắn lên, nó giơ tay mà để cho cô mời. Giơ tay nhá. Chúng ta giơ tay. Giơ tay để phát triển cái tư duy của mình. Ta học gọi là học để phát triển năng lực mà. Phát triển năng lực mà muốn phát triển được cái năng lực nhận thức của mình á, thì chúng ta phải cho cái kiến thức mình suy nghĩ ở trong nào nó được phát ra thành lời, nó được phát ra bên ngoài, thì nó mới làm như nào của chúng ta là ngày càng trở nên tinh anh hơn. Chứ đừng có để nó cứ tu tụng ở trong cái bộ não của mình. Mình biết mà cứ im nữa không được đâu. Rồi tiếp tục câu số 14. Câu số 14. Phát biểu sai thì cô sẽ sửa, đừng có sợ. Mình nghĩ như thế nào mình sẽ nói như vậy. Mời bạn Bảo Lâm, câu số 14 theo em quy tắc mấy? Được rồi, câu số 14 em về là em sẽ thể những quy tắc số thứ nhất của. Vậy gì em? Em dùng quy tắc số 1 của. À, được rồi, về thêm gì? Thêm ẹt của. Ừ. Trong cái bài của em làm sai nhiều, nhưng bây giờ quá cái giảng của cô em có hiểu hơn không? Dạ có quá. Nếu cho cơ hội lâm lại một cái bài tương tự như vậy, em có lấy được điểm 10 không? Dạ có. Ừ, chắc chắn nữa. Nó không khó mà. Rồi, câu số tiếp theo. Tiếp theo. Câu 15. 15. Câu số 15. Mời bạn Đinh An. Hãy cho có biết câu 15 này có tấn công chữ tơ này thuộc quy tắc mấy? Đinh An nói em đó. Đinh Án kẹt tất cả nữa luôn em. Tất cả camera luôn để cô cho ra luôn. Đinh Án có nói lên. Ừ. Tại sao tắt camera? Không trả lời được, nói em không trả lời được, chứ không im lặng nhá. Mời bạn Ngọc Anh. Câu số 15 này tấn công chữ tơ thì em quy tắc mấy? Em được có quy tắc 1. Chính xác. Vậy thêm gì em? Thêm mẹ em. À, đấy mẹ, đúng không? Dễ, rất là dễ. Dễ hơn cả ăn cướp, đúng không? Rồi, câu số 16. Câu số 16, mời bạn Hoa. Có tấn công là cá. Có tấn công là cá. Vậy quy tắc mấy Hoa? Có thuộc sáng xuân dưới chữ không sâu á? Có thuộc y dài á? Có thuộc quy tắc đặc biệt á? Không thì trở thành quy tắc 1, đúng không? Hoa không im lắm, mất biểu rồi. Mời bạn Dương Hảo. Dạ thích chơi, em có là quy tắc 1 của. Vậy thêm gì em? Thêm mẹ. À, thêm mẹ, tính làm thế thôi. Rồi, câu số 17. Câu số 17. À, mời bạn Đông. Câu số 17 thuộc quy tắc đâu? Câu số 17 dùng quy tắc 1. À, vậy thêm gì em? Thêm mẹ. Rồi, rất tốt. Dương Hảo với tôi đúng không? Câu số 18. Câu số 18. Mời bạn Huệ.
Thuộc quy tắc mấy ạ? Thuộc quy tắc 1 cô ạ. Tại sao thật không y dài mà vẫn là quy tắc 1 đấy? Bởi vì trước... Trước nó là cái gì đấy? Trước nó là nguyên đậm nên không phải... Được rồi, nên không phải là quy tắc 3 đúng không? Rồi, vẫn quy tắc 1 lắm gì? Em? Thì mẹ, đúng không? Ơi, câu số 19. 19, nào, câu số 19. Mời bạn cáo xuống đi, câu số 19 thuộc quy tắc mấy em? Em thưa cô là quy tắc 1. À, đúng rồi, tân cũng là cáo quy tắc 1 làm gì em? Thế mẹ. À, thế mẹ, rất biểu dương tinh thần cáo xuống đi hôm nay. Đấy, hôm nào cũng làm như vậy đi. Chẳng mấy chốc mà trở thành học sinh giỏi. Đấy nè. Rồi, mời bạn Phương Trang câu cuối cùng. Rất tốt. Theo Phương Trang, câu số 20 thuộc quy tắc mấy em? Em thuộc câu là thuộc quy tắc 1. À, quy tắc 1, vậy làm gì em? Ta thấy mệt. À, em thấy mệt. Nếu cho em cơ hội làm một bài tập tương tự như thế, em có làm được điểm 10 nữa. Có làm được không? Có đúng không? Có quy tắc cả rồi. Câu hỏi, nếu có một bài tập tương tự như thế nào, bạn nào tự tin lấy được điểm 10, ấn số 10 vào trong hộp chặt vô để khẳng định. I can, yes I can, yes I can. Vâng, tôi có thể, đúng không? Kiện Văn, yes. À, Nguyễn Huyền, Bảo Lâm, Đông. Dương Hảo, Kiện Văn, yes I can. Khánh Chi, Hương Thảo, Lan Phương. Tốt, Cao Trang, Hoàng Tùng, Trâm Anh, Xuân Huy, Ngọc Ánh. Đấy. Vậy là tính thân của những bạn này rất tốt. À, Huế. Tức là đã rất hiểu về cái phần của chữ bài rồi. Đúng không? Bạn nào trái thì ta sẽ hiểu để khắc phục rồi. Nên từ này, khi nào nói chia động từ của thi hiện đại đất đến cái đoạn động từ không nguyên thể được, tức là phải chia rồi ấy, thì chúng ta phải chia như cái bộ nghiệp báo, cái bộ nghiệp quy tắc ta vừa nói đó là hành động thôi. Rồi bây giờ ta trở lại với cái quy tắc thể khẳng định này. Vậy công thức không trượt, công thức đó là chủ ngữ cộng động từ nguyên thể thêm s hoặc es. Bây giờ cô lấy ví dụ nhá. Có. Ừ, nói đi em. Em nói đi. Nắng mẹ. Rồi, ví dụ này. I go to school every day. Tôi đi học mỗi ngày. Nếu ta thấy ở trong câu có từ every day, vậy đấy chính là nhận biết của hiện thời đơn. Và nếu người ta bắt chia động từ trong ngoặc là từ gốc, thì ta phải đưa ra nó nguyên thể. Vì sao ở đây nguyên thể mà không thêm mẹ e? Mời cả lớp hạ tay xuống cho cô này nè. Tại sao từ gấu ở đấy có tấn công là ó? Mà như thế này này. Ờ, có tấn công này, ó là phải thế mẹ. Nhưng tại sao ở đây lại nguyên thể? Ai biết? Tại sao đưa ra đây nguyên thể? Có hai bạn biết á? Ba bạn biết? Bốn bạn biết? Rồi, mời bạn Khánh Chi. Tại sao ở đây ta không được thêm mẹ? Thì tiết chờ bởi vì là ai là số nhiều. Không phải là số nhiều. Răng ai là ai là đồng tư nguyên thể. Biết rồi, không phải ai là đồng tư nguyên thể. Ai thuộc nhóm S1. Nhớ chưa Khánh Chi? Thì ý của em có hiểu, có từ ai thì đồng tư phải nguyên thể, đúng không ạ? Vì ai thuộc nhóm S1. Đấy các bạn này, khi nào có nói này. Ở công thức này này. Đây, những chủ ngữ thuộc nhóm S1, I, we, you, they, danh từ số nhiều. Đừng có nói số nhiều nhé, đừng nói như Hoàng Tông lúc này là cuối cùng thành một thói quen đấy. Động từ muốn nguyên thể hay chia, nó phụ thuộc vào chủ ngữ. Chủ ngữ ta chưa thành hai nhóm. Nhóm thứ S1 có 5 yếu tố, I, we, you, they, danh từ số nhiều, thì động từ phải nguyên thể, tuyệt đối không được thêm S. Còn khi nào ta thấy chủ ngữ là nhóm S2
He, she, it tranh tư số ít. Khi đó ta mới được thêm s hoặc es sau động từ. Khi thêm s hoặc es sau động từ đừng có thêm rr mà phải dựa vào bốn quy tắc bên dưới mà chia. Rồi các bạn ạ. Đến bây giờ có ta trở lại cái phần này để mà hoàn thành câu này. Khi này ta là tương tư một, còn bây giờ là phải nói ở câu. Đưa vào ngữ cảnh câu. Vậy khi câu hỏi là tại sao ở đây động từ nguyên thể, ta phải trả lời thế này. Ở đây động từ nguyên thể bởi vì chủ ngữ ai thuộc nhóm S1. Nhớ chưa? Chỉ cần trả lời như vậy là thuyết phục. Ai thuộc nhóm S1 thì động từ phải nguyên thể. Được chưa? Cô sang câu thứ hai. Nam often goes to work on foot. Cả lớp thà tái xuống rồi nè. Cô mới hỏi tiếp. À, tái đi chứ không để khi tí nữa thầy giơ tái lên bấm tay tái em quên hạ. Bây giờ câu hỏi nhá. Câu số 2. Từ nào là nhận biết của hiện tại đơn? Câu số 2. Đâu là từ nhận biết của hiện tại đơn? Mời bạn Phương Thảo. The teacher là từ often. Đúng rồi, often nó thuộc ý thứ hai trong phần nhận biết đúng không? Cứ thấy often thì câu đó là nhận biết hiện, câu đó ta phải sử dụng hiện tại đơn. Vậy bây giờ động từ go ta phải thêm es. Giữa tài mất nắng câu đi, câu trên đi nguyên thể, từ go lên nguyên thể. Mà câu dưới đi từ dứng, từ go ta lại phải thêm es. Ai biết, giơ tay lên giải thích. Nào, chỉ có nắm màn có khả năng à. Rồi, mời bàn Kiên Văn. Như tôi chờ bởi vì nám là S2. Tại sao nám này S2? Tại vì nám là hỷ mà hỷ là trong nhóm S2. Nám là danh từ số ít nên thuộc nhóm S2. Nhóm S2 là động từ phải chia. Được chưa? Đó. Nam often goes to work on foot. Nam thường đi bộ đi làm việc. Ví dụ thứ ba. My father gets up at 6 o'clock. Câu hỏi gặp bạn. Câu thứ 3 có từ nhận biết. Đâu là từ nhận biết của câu số 3? Mời bạn Cao Trang. The teacher là get up. No. Nhận biết là cái chỗ mục nhận biết đấy các bạn ạ. Những từ nào thuộc cái mục nhận biết thì đó là từ nhận biết. Nào. Câu số 3 đâu là từ nhận biết? Mời bạn Hoàng Tùng. Đây trở là từ ghê. No. Mời bạn Phương Thảo. Đây trở là từ Pfizer. No. Ngọc Tâm. Đây trở là từ sick. Mời bạn Kiện Văn. Nếu em là em ngày tôi 6 o'clock. Rồi. Mời bạn Huyền. Em nghĩ là at 6 o'clock. Không có từ nào cả. Thôi, em trả lời lại đây cũng có. Hả? Em trả lời lại đây cũng có. Cô trả lời thôi chứ em trả lời còn gì nữa. Câu số 3 không hề có một từ nào nhận biệt của thiên này đến cả. Rồi bây giờ ta phản biện lại cô như thế nào? Diễn tả thói quen. À đúng rồi. Ở đây vần của chị hiện nay đơn bởi vì câu này diễn tả thói quen. Bộ tôi ngủ dậy 6 giờ thì đó là thói quen của bộ tôi. Cứ câu nào đến thói quen là nói đến thói quen thì đó là hiện nay đơn. Rất tốt. Dù không có nhận biết. Không có nhận biết thì ta phải sử dụng đến cái cách sử dụng, ba cái cách sử dụng. Một là lặp đi lặp lại, hai là thường thói quen, ba là chấn định, được chưa? Cô lại hỏi tiếp, tại sao từ get ở đó là chia? Tại sao từ get đó là chia? Mời bạn Ngọc Trâm. Em quên hai tại. Rồi, mời bạn mời bạn Cao Trang. The teacher là phá thơ là bộ là thủy. Thì là chị thấy thuộc nhỏ mây thì nó chứ nó rõ ràng là thuộc
Nhóm hải quá. À, thuộc nhóm mẹ thái là động từ phải chia. Rồi, cô lại hỏi tiếp ra. Cái động từ ghét đó chia theo quy tắc mấy? Động từ ghét chia theo quy tắc hải cô. Hải mà hải ngơ ngơ. Quy tắc hải là vì thế mẹ hẹt chứ. Nói chia là phải nhớ đến bốn quy tắc. Quy tắc một là thông thường, thế mẹ. Quy tắc hai là phải thêm sáng xuân đưa chữ không sâu, thế mẹ. Quy tắc ba là chuyển đi ra thanh hình ngắn, thế mẹ. Quy tắc bốn là hẹp tinh hết. Em đừng nhầm quy tắc với là nhỏ một, nhỏ hai nhá. Cô đừng nghĩ là em nhầm đang ở cái nhỏ vẹt một, vẹt hai, không phải đâu. Cô đừng hỏi đến quy tắc mà. Sang câu số 4. Cô hỏi câu số 4 đâu là từ nhận biết của hiện đại đơn? Hai bịt từ tay lên. Got the boys at 100 degree centigrade. Got the boys at 100 degree centigrade. Đâu là từ nhận biết hiện đại đơn? Mời bạn Ngọc Trâm. Mời bạn Hoàng Tung. Dạ thích trời là không có. Ừ, vừa tại sao không có từ nhận biết mà vẫn giống như này đó? Em có biết câu này sử dụng cái gì? Diễn tả cái gì? Không phải giống biệt vậy. Diễn tả chi? Rồi, mời bạn Hiền Văn. Em được cố lực diễn tả. Em biết, em chứng minh gì cậu biết. Nhìn cậu này không đoạn được gì à? Gotter là gì? Được. Ừ, cái số 100 liên tưởng đến cái gì? Cái là lường được. Lường được. Ta không bao giờ nghe nói từ nước mà liên quan đến 100 là ta nghĩ đến cái gì? Không biết à? 100 độ C. Ừ, được. Nước và 100 độ C nó liên quan đi đến nhau đâu Hoàng Tung? Không biết à? Đây, nhiệt độ. Ừ, biết là nhiệt độ. Được mà tính khoa học tự nhiên đóng học à? Được rồi, ở 100 độ C. Ừ, chính xác. Ừ, cái cậu này ta không biết đi. Cả cái câu ta chả biết là cái gì cả. Nhưng từ nước ta học rồi, gót tơ ta học rồi. Cái số 100 thì nhìn bằng tiếng Việt rồi. Nghi đến từ nước, nghi đến số 100 thì ta nghi là à, nước sôi ở 100 độ C. Được, cái này là diễn tả cái gì? Diễn tả chân lý. Ừ, diễn tả chân lý. Ừ, cái này đớn. Rồi bây giờ câu hỏi từ bói này các bạn đoạn nghĩa đi. Theo các bạn từ bói này dịch ra là gì? Từ bói này là loài từ gì? Ơ? Đồng từ. À, đồng từ. Rồi đồng từ này nghĩa tiếng Việt các bạn đoạn ra nó là nghĩa là gì? Sối à. Sối, đúng rồi. Ờ, vừa nói cả cấu xong thì bây giờ đồng từ của nó là đồng từ sối con chỉ nữa. Đúng không? Nước sôi ở 100 độ C. Got the boys at 100 degree centigrade. Câu hỏi tiếp. Rửa tay mân rắn mà từ boy này lại tiếp tục thế mẹ mà không nguyên thể. Nguyên Huyên cô. Rồi, Nguyên Huyên nói nào. Em thưa cô, quả tơ là dạng tư không đẹp được. Mà dạng tư không đẹp được luôn luôn là dạng số ít. Chính xác. Đã học về danh từ rồi, danh từ không điểm được thuộc số ít thì nó thuộc nhóm S2, đúng không? Vậy vừa rồi cô đã cung cấp cho các bạn 4 ví dụ về hiện đại đơn. Từ 4 ví dụ này chúng ta áp dụng cái sự hiểu biết để áp dụng vào bài tập của mình, xem thử bạn nào hiểu kiến thức nhất, hiểu về phần khẳng định nhất qua thông qua cái phần bài tập. Mới ở bàn ghi sóng bộ như câu này cô. Ai ghi sóng rồi giơ tay lên. Một bàn chụp màn hình gửi lên nhóm với cô. Ghi nhanh để chúng ta làm bài tập luyện tập. Nhỏ mới nhà thầy.
Mày đi giờ về được. Hồ bảo ở thêm ngay nữa. Bốn bạn đã ghi xong, những bạn còn lại chúng ta ghi khẩn trương xong rồi thì chúng ta giơ tay. Mười ba bạn đã ghi xong, bạn còn lại nhé. Bảo Lâm, Cao Trang, Đình An, Hoàng Tùng, Văn Phi. Cô vừa kích ba bàn ra khỏi phòng vì tôi tắt cáp, không nhắc nhở thêm nữa. Rồi, vậy bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập luyện tập phần này. Bài tập của các bạn như sau.
Hãy chia các động từ trong hoặc sau ở thể khẳng định. Ai hiểu cách làm bài này, ấn chữ Y dài cho cô. Ai chưa hiểu, ấn chữ N cho cô. Hiện Văn yes, Khánh Di yes, Huyền yes, Lê Văn Huy yes, Lê Văn Huy no, Thùy Dương no, Cao Trang yes, nhánh các bạn nhánh để rồi, Dương Hảo no, Tuấn Anh no, Ngọc Anh yes. Bây giờ chia cả cái động từ này ở thi này đơn có công thức rồi, công thức đây là bạn này, có lúc chủ ngữ là công động từ có lúc nguyên thể, có lúc phải chia thêm mệt, có lúc phải thêm mệt. Một nguyên thể hay thế mệt hay ed ta phụ thuộc vào cái chủ ngữ này. Cái chủ ngữ này mà thuộc cái nhóm 1. Đấy. Thuộc cái nhóm 1 thì động từ ta chia nguyên thể. Chủ ngữ mà thuộc cái nhóm 2 thì động từ có lúc thế mệt, có lúc thế mệt. Vậy cái động từ đưa ra là ta có 3 dạng. Một là nguyên thể. Hai là thế mệt. Ba là thế mệt. Hoặc là đặc biệt. Vậy thế mẹ đẻ thì dựa vào bộ quy tắc này từ bữa trước chứ ta học chỉ có việc từng này thôi mà. Đúng không? Nên đồng từ đưa ra thôi nên đừng có thêm lung túng nữa. Chỉ có hoặc là đưa ra nguyên thể, hoặc là đưa ra thế mẹ, hoặc là đưa ra khỏi ngoặc thế mẹ, muộn thế mẹ thế thì phải dựa của câu quy tắc này. Đồng từ nguyên thể khi có những cái chủ ngữ thế này, đồng từ chia phải gọi chủ ngữ như thế này. Rồi nhưng bạn lúc này ẩn nấu có ai ẩn nấu tiếp không? Đinh Nhàn giết rồi. Huy Dương giết rồi. Vậy là cơ bản là bạn đã hiểu. Bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Anh em nó chia như cô nói đấy. Cộng bộ nghi ví dụ cô vừa nói này. Động từ gấu nguyên thể này. Động từ gấu trường hợp này về thế mẹ này. Động từ ghép ẹp này. Đồng từ bói thế mẹ này, muộn nguyên thế ta phải đi tìm cái chủ ngữ đứng trước này để thuộc cõi thử chủ ngữ đó thuộc nhóm 1 hay nhóm 2. Rồi sau đó chia đó. Nha. Tổng 10 câu. Các bạn ghi toàn bộ câu. Chia từ nào gạch chấn dưới từ đó để cố nhìn cho dề chậm cho nhanh. 10 câu các bạn làm trong vòng 15 phút cho cô. 15 phút bắt đầu. Vậy là sẽ 9:05 là cả bàn nộp bài. Câu số 1 từ hoặc này, có nói đến động từ trong hoặc này này. Khi chia trong cái câu này, đưa ra một là nguyên thể, hai là thế mệt, ba là thế mệt, rửa mất, chấm ánh, vẫn cứ thế mình. Ai bay chứ đâu. Và động từ thứ nhất này ta đưa ra nguyên thể bởi vì từ quý này thuộc nhóm mệt 1. Đây, công thức của nó là đây. Chủ ngữ cộng động từ nguyên thể hoặc thế mệt hoặc thêm mệt. Trong chậm trong đó nhỏ mẹt một gồm có ai phải thuộc lòng luôn nhỉ, we you
rồi là giấy, rồi là danh từ số nhiều. Thế còn động từ nguyên thể, con nhỏ mẹ thai, nhỏ mẹ thai bao gồm bốn yếu tố: hí, xí, ít, danh từ số ít. Thế chúng ta còn động từ phải chia. À, nhớ công thức này và nhớ hai cái đặc điểm nhận diện của ép này để mà làm trong cái bài ở bên dưới nha. Rồi vậy bây giờ câu hỏi tiếp theo, câu tiếp theo những bạn có làm sai nhiều đã nhớ này, mời bạn Cao Trang câu hỏi cái câu số 2 này chủ ngữ là từ gì? Để thích chờ, chủ ngữ là từ hí. Rồi, từ hí. Em nhìn lên ở trên đi, hí thuộc nhóm S1 hay S2? Hí thuộc nhóm S2. Nó thuộc nhóm S2. Vậy nhóm S2 động từ này đưa ra có nguyên thể được không? Không. À, động từ phải. Phải. Phải thế mẹ. Bây giờ có hỏi động từ sơ tấy này chia thế mẹ. À thuộc chia theo quy tắc mấy? Đây, quy tắc mấy đây. 1, 2, 3, 4 chia theo quy tắc mấy? Chia theo quy tắc 1 của. Bởi vì có tấn công y dài, những chữ y dài không phải là phù hợp. Thì ta đưa về quy tắc 1, vậy ta thêm gì em? Thêm S của. Thêm mời thôi. Rồi, bây giờ câu hỏi tiếp một bàn câu số 3. Câu số 3, mời bàn Phương Thảo. Chủ ngữ của câu số 3 là từ gì? Khi nào phải đi tìm chủ ngữ của bạn ạ? Là Mr. Ha. Mr. Ha. Mr. Ha thuộc nhỏ mẹt mấy? Thuộc nhóm S2. Thuộc nhóm S2. Và vì sao nhóm S2? Vì Mr. Ha là sĩ. Mr. Ha là danh từ số ít, đúng không? Nhóm S2 thì động từ nguyên thể ấy chứ? Động từ chia. Rồi, vậy cái từ phân lái này chia theo quy tắc mấy? Chia theo quy tắc 3. Chia theo quy tắc 3. Có cái quy tắc sáng đấy cho các bạn nhớ luôn. Đây. Trừ trừ câu và trừ vị tứ được. Nửa tháng 7 ha rồi. Chờ có một tí nhá để cả lớp hiểu luôn này. Chứ không giảng đi giảng lại đâu mà mấy bạn nó hiểu được. Đây này, từ phần lái đây các bạn nhá. Có tấn công là y dài đấy. Mà trước y dài là phù âm lơ đấy. Thì ta phải làm gì Thảo? Ta phải chuyển y dài thành y ngắn. Ừ, thế mẹ. Thêm ép. Đó. Rồi. Bây giờ hỏi tiếp. Tấn giảm tới. Mời bạn Khánh Chi. Câu số 5. Câu hỏi câu số 5 chủ ngữ là từ nào? Nghe tích chờ. Câu số... Số 4, chủ ngữ từ nào? Chủ ngữ là từ mái. Đúng rồi, mái thuộc nhóm S mấy? Mái thuộc nhóm S2. Mái thuộc nhóm S2, bởi vì số ít đúng không? Nhóm S2 thì động từ đưa ra nguyên thể hay chia S? Đưa ra nguyên thể, chứ quát ta thêm S. Thêm S mới là nguyên thể. À. Rồi, vậy cái động từ quát này chia theo quy tắc mấy ở đấy? Chia theo quy tắc 2. Quy tắc 2 bởi từ watch và có sơ hơ đấy các bạn ơi. Quy tắc 2 ta làm gì? Ta thêm S. Ta thêm S. Đó, đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ cô gọi tìm một bàn bất kỳ. Mời bàn Thùy Dương. Câu số 5 chủ ngữ là từ nào? Ừ, cũng là chủ ngữ là giấy. Giấy thuộc nhóm mẹt mấy? Giấy thuộc nhóm S1. Nhóm S1 thì động từ như thế nào? Động từ trong này đưa ra như thế nào? Đồng. Đấy nơi, động từ như thế nào em? Nguyên thể. Vậy cái từ này đưa ra tao để như nào? Nguyên. Để nguyên thì gọi là nguyên thể. Không đùng đầy gì hẳn cả. Ăn trong hoặc thế nào thì đưa ra nguyên như vậy. Bởi vì từ giấy này
nó thuộc nhóm mét 1. Nhóm mét 1 thì đồng tư phải đưa ra để nguyên. Như kiểu lâm toán bình thường đấy, có cái gì nó tiếng Anh đâu. Đúng không? Rồi, câu số 6. Bây giờ gọi câu số 6. Mời bạn... em cao trang cô. Mời bạn Lan Phương. Câu số 6 chủ ngữ là từ nào Phương? Chủ ngữ là S1 của ạ. Từ gì? Từ gì mà S1 vậy? Từ gì đấy? Từ ái. À, từ ái. S1, đúng rồi. Nhóm S1 thì đồng từ như thế nào em? Từ nguyên của ạ. À, từ nguyên. Đồng từ phải từ nguyên. Đưa ra từ nguyên. Yeah. Mặc dù nó có tấn công là ó đấy, nhưng mà không được áp dụng công thức này. Ta chỉ được áp dụng công thức bốn quy tắc này khi trước nó là S2. Khi đó trước nó là chủ ngữ 2 các bạn ạ. Còn đã là chủ ngữ 1 cứ đưa ra từ nguyên cho cô. Nhiều bạn từ dừng cứ chia rồi. Đúng không? Nhiều bạn cứ chia rồi. Giảng đi giảng lại ra các bạn cứ chia. Rồi bây giờ tiếp tục câu số 8. Câu số 8. Mời bạn Huệ. Có số 7. Từ gì em? Có số 7 á, số 8 rồi đó. Ở cái số 7. Chủ ngữ là từ gì em? Chủ ngữ là my. À my brother. Vậy my brother này ít thế nhiêu em? Số ít có. Số ít thuộc nhóm S1 hay S2? S2. S2. S2 thì đồng tư nguyên thể chứ? Chị có ạ. Dạ quy tắc mấy? Quy tắc mấy? Khi nói về quy tắc là nhìn vào cái bảng quy tắc cái này. 1, 2, 3, 4 chia theo quy tắc mấy? Quy tắc 4. À, vậy từ quy tắc 4 là quy tắc đặc biệt. Từ have nó phải chuyển thành từ has. Đấy các bạn này. Tên này cái câu số 5 này cũng có từ have xuất hiện. Dưới này cũng có từ have xuất hiện. Nhưng mà câu số 5 từ hẹp đưa ra giữ nguyên. Câu số 7 đưa ra từ hẹp lại không còn nguyên nữa mà phải chia. Vậy bây giờ ta phải hiểu lý do vì sao nó nguyên, vì sao nó chia là bởi vì có dạng chủ ngữ đăng trước của nó. Các bạn ạ. Chủ ngữ đăng trước của nó nhỏ mẹ 1 thì nguyên, nhỏ mẹ 2 thì chia. Đơn giản vậy thôi. Thì hiện này đơn giản như thế thôi. Thế mà nhiều bạn là vẫn sai đi sai lại. Câu số 8, số 8 nhiều bạn nhầm. Câu số 8. Mời bạn Ngọc Trâm. Câu số 8 chủ ngữ là gì? Nó có là hit sitter. Rồi, bây giờ câu hỏi hit sitter này thuộc nhóm S1 hay S2? Là S2. Ừ, tại sao S2? S1 chứ có. Ừ. Ngày này có tất cứ từ S đấy này là số nhiêu? Dành số nhiêu phải thuộc nhóm S1 đấy ạ. Nhiều bạn cứ nhầm ở đấy là dành số chủ ít. Có S1 nhiêu chứ. Vậy nhóm S1 thì đồng tư phải như nào Trâm? Em có đồng tư để nguyên thể. Để nguyên thể. Yeah. Rồi bây giờ tiếp tục câu số 9. Trang câu số 9. Câu số 9 để cô cho lại là để mà nhìn thấy công thức rồi nhé. Câu số 9. Mời bạn Đông, Phạm Đông. Câu số 9. Chủ ngữ là từ nào Đông? Có chủ ngữ lán. Lán nén hóa em ạ. Không phải chắc lán đâu. Lán và hóa. Vậy thế em lán và hóa thì ít thế nhiêu? Em tôi có nhiêu? À đúng rồi, nhiêu thì thuộc nhỏ mẹ 1 hay S2? S2. Ai cho em là số nhiêu là S2? S1, S1 cô ạ. Ừ, S1, rồi đúng rồi. Vậy S1 thì đồng tư nguyên thể hay chia S? Đúng là thêm S. Nó là S1 thì thêm S. Anh ơi, thuộc nhỏ mẹ 1 là đồng tư nguyên thể. Đồng tư nguyên thể tức là đứa ra nguyên. Không chia cái chứ cả. Nhớ. Đó. Chúng một thế mẹ có đỏ mà nè. Vì nhóm S1 mà. Mà cho nhiêu nó thuộc nhóm S1. Mà nhóm S1 thì đồng tư phải nguyên thể. Nhớ. Câu cuối cùng.
Câu cuối cùng. Mời bạn Bảo Lâm. Câu cuối cùng chủ ngữ là từ nào Lâm? Câu cuối cùng chủ ngữ là số ít quá. À, Miss Hoa là số ít. Vậy thuộc nhóm S1 hay S2? Có là thuộc nhóm S2 quá. S2 thì đồng tư nguyên thể hay chia? Có là chia quá. Rồi, vậy chia thì bây giờ chia theo quy tắc mấy? Từ quặc này chia theo quy tắc mấy? Có quy tắc chia theo quy tắc thứ nhất quá. À, thứ nhất vậy ta thêm gì là được em? Cái mẹ S đúng không? Em đã hiểu hơn cái cách làm của rằng thể khẳng định hiện thể đơn chứ? Hiểu rồi ạ. À, đó. Những bạn nào rất hiểu về cái phần chia động từ sau khi có chừa sóng nhá. Rất hiểu về phần này thì ấn như cô là chữ y dài là z. Bạn nào hiểu sơ sơ thì ấn như cô chữ sơ, sâu sầu, bình thường. Bạn nào không hiểu thì ấn như cô chữ nơ là nâu. Để có kiểm tra cái năng lực các bạn sau khi. Rồi, Huệ sâu sầu. Có bạn nào ấy hay? Sâu thoang tung, sâu sầu. Ừ, Hoàng Tung cũng chưa hiểu lắm mà. Rồi Văn Huy sâu sầu, Khạnh Chi sâu sầu, đáng hiểu bình thường chứ chưa hiểu lắm. Rồi vậy quá các bài khác thì chúng ta sẽ luyện thêm. Con cố giảng nó lần quá kỳ rồi. Vậy vừa rồi chúng ta đã hoàn thành xong thể khẳng định của thi hiện tại đơn. Bây giờ ta sáng cái thể thứ hai của thi hiện tại đơn. Thể sáng thể thứ hai của thi này đơn. Đó là thể phủ định. Ta sáng thể phủ định. Thể phủ định là negative. Negative ta đừng có bận tâm. Mà bận tâm cho cô. Thể phủ định có quy ước dấu trừ. Khẳng định dấu cộng thì phủ định dấu trừ. Đây. Khẳng định nói có thì phủ định nói không. Vì nói không nên trong câu thể phủ định luôn luôn có từ not, not là không nhá. Yeah. Và thể phủ định của hiện tại đơn ta mượn thêm trợ động từ do hoặc does. Vậy công thức của thể phủ định hiện tại đơn sẽ là chủ ngữ cộng do hoặc does cộng not. Bây giờ có một điều rất hay, đó là động từ bất kỳ chủ ngữ nào thì động từ luôn nguyên thể. Không thể mẹ đẻ như cái công thức thể khẳng định nữa. Mà chỉ chia ở đủ hoặc đỡ thôi. Vậy bây giờ cô hỏi bạn, ta đã từng học trợ động từ đủ đỡ rồi. Khi nào thì động từ là, khi nào ta dùng trợ động từ đủ, khi nào ta dùng trợ động từ đỡ. Ai biết thì giơ tay lên, ai không biết thả tay xuống. Khi nào ta dùng trợ động từ đủ, khi nào ta dùng trợ động từ đỡ. Mời bạn Phương Thảo. Dear teacher, khi sử dụng động từ đủ thì là ái quý díu giấy dành từ số nhiêu? Đấy là nhỏ mẹt mây. Là nhỏ mẹt một. Đúng rồi, con nhỏ mẹt mây được. Nhỏ mẹt hai là khi sĩ ít dành từ số ít là sử dụng động từ đỡ. Đấy, thấy chưa? Ta dùng đu nếu chủ ngữ thuộc nhóm mẹt 1 như khi này ta học ấy. Dùng đơ nếu chủ ngữ thuộc nhóm mẹt 2. Và trong công thức này, từ do not khi ta viết tắt, ta đọc là don't. Viết như trên và ta đọc là don't. À, còn từ does not, ta viết tắt là doesn't. Don't, doesn't. Do not, don't. Does not, doesn't. Yeah. Ví dụ. Là ví dụ. We don't have breakfast every morning. Thấy nhận biết của thi hiện tại đơn every morning thì ta nói câu này ở thi hiện tại đơn. Có từ not thì đó là thể phủ định, mà nếu có từ not ta phải thêm do. Vậy sẽ là do not cộng động từ nguyên thể là have. We do not have hoặc là we don't have breakfast every morning. Chúng tôi không ăn sáng vào mỗi buổi sáng. Câu hỏi các bạn, tại sao ở câu này lại dùng trợ động từ đôn? Tại sao? Mỗi nhiệm vụ sống là các bạn hà phải chụm liên cho cố nhé. Mời bạn Phương, mời bạn Tuấn Anh.
tại sao ở đây dùng đồng từ trời đồng từ đốt? Em thưa cô là vì gì? Em có là hiểu cũng nói được à? Vì có cái gì? Rồi, mời bạn Khánh Chi. Để tích giờ vì quý là nhóm sự nhóm S1 thì còn trừ đồng tứ đôn. Bởi vì chủ ngữ là quý, quý thuộc nhóm S1 thì còn người đôn, đơn giản thế thôi. He doesn't stay at home twice a week. Anh ấy không ở nhà hai lần một tuần. Vậy ở đây dùng doesn't bởi vì he thuộc nhóm S2. Vậy cái thể khẳng định của him they đơn của him they đơn đơn giản như vậy. Cứ lấy đôn hoặc doesn't và đồng từ đưa ra là nguyên thể là được. Là sóng thì cái thể phủ định. Mời cả lớp chúng ta ghi phần này vào vở một bàn đứa lên nhóm cho cô. Ai ghi xong và giơ tay lên. Tất cả tái xuống đi. Có. Nói đi. Cái bài này em được mấy điểm có? Em có biết lý do chi mà cô đưa em ra khỏi phòng? Hả? Em tắt camera mà hiện tại chứ em tắt camera tiếp. Tắt camera là cô cho ra khỏi phòng cả Quỳnh như nữa. Mà cô mà đòi cho ra thêm một lần nữa là cô cho xóa vĩnh viễn luôn. Cá Xuân Huy nữa. Anh Huy tại sao tắt camera? Cá Xuân Huy là chơi game nữa đấy. Không nghe lời cô à? Hả? Bảy bạn đã ghi xong. Các bạn ghi xong thì ngồi nghiên cứu ghi công thức chút kỹ, ít tí nữa ta lại tiếp tục làm bài chia đồng từ của thể của cái thể phủ định này. Mười bốn bạn đã ghi xong, những bạn còn lại tập trung vào bạn ơi. Nhanh.
19 bạn đã ghi xong. Còn bạn Đình à, Lan Phương thì chúng ta nhìn lên nhóm nhé. Bây giờ nắm câu thôi. Chia động từ trong hoặc ở thể phủ định của hiện tại đất. Đây. Và cái đoạn đưa ra chúng ta gạch chấn cho cô. Nắm câu trong vòng 10 phút. Là cao nhất có 3 nắm câu có lẽ 5 phút, 6 phút đã xong rồi vì ghê. Vậy bây giờ các bạn dựa vào công thức vừa ghi, ví dụ vừa ghi. Từ làm xem thử là mình hiểu đến đâu về công thức đó. Tôi không thích tuổi mỗi ngày. Anh ấy không giặt đồ 2 lần một tuần. Bọn trẻ của cô ấy là không đi cắm trại vào cuối tuần vân vân. Đấy, những câu đó bây giờ mời các bạn làm trong vòng 10 phút và nộp bài cho cô. Tất cả không được tắt camera. Cô ơi, cho em hỏi. Cô ơi. Em hỏi. Cô thể em đỡ vì đỡ đúng cô? Cô chứ, được dùng như công thức mà cô đưa ra khi này đây, bởi vì dù đấy. Đủ về đỡ vì cô chứ, nào thì phải theo công thức mà làm nhá.
của Huy số 1 đúng, số 2 sai, số 3 sai, số 4 sai, số 5 sai. Đang em có giảng ở đoàn nữa, đồng tư phải luôn nguyên thể cơ mà. Đúng không? Sai vỡ vẩn quá. Thầy Lâm lại đi. Cô Bảo Lâm. 1 sai, 2 sai, 3 sai, 4 sai, 5 sai. Nó hiểu cái gì cơ? Công vị dù thì cô chó rồi, không chưa hiểu được. Dù mà có em có thấy mà có cái này màn hình bị đen nhầm lên thấy gì nữa xong tự nhiên hiền lại có. Rồi. Em gạt sáng một bên. Em gạt sáng bên trái hoặc bên phải. Của Trâm Anh. Ơ, Trâm Anh đi rửa ra thôi nó đưa ra chứ à? Trâm Anh sai cả. Cháu thử bạn nào sẽ hiểu được à? Cả ba bàn sai cả ba rồi. Còn một phút nữa lại chưa? Cô ơi, em gửi bến mẹ. Người mà rồi đây nào. Cuộc kiện vắng sai câu số 4. Tạm điểm. Ở Phương Thảo. Phương Thảo đúng cả rồi. 10 điểm. Của Quỳnh Chi. Quỳnh Chi đúng cả rồi. 10 điểm. Nguyễn Huyền. Đúng cả rồi. 10 điểm. Của Hạnh. Hạnh chưa đụng em ạ. Của Hoàng Tung. Đụng cả rồi. Của Cao Trang. Có tí nữa có thầy gửi cho em cái ảnh công thức đúng không? Có ra cái này em nhìn thấy được cái ảnh. Một bàn chụp cái phần này đưa lên nhỏ như cô đó. Của Cao Trang. Đúng cả rồi. Rất là dễ để các bạn làm. Mà một chỗ bàn cũng chịu khó hiểu. Của Đống chứ đúng. Ngọc Trâm gửi rồi. Của Ngọc Trâm. Đúng cả rồi. Bây giờ cô chiều bài. Cô thêm cho thêm một phút nữa đi cô. Đấy. Nhiều phút rồi. Có. Rồi có.
Nhanh đi. Thôi. Nói đi em. Em chọn được mấy điểm rồi cối nè, chọn nghe nó rò có ạ. Đến quá. Hội. Hội ý à? Hội ý chứ được em à. Hội ý đi. Hội nó sai. Cháu đúng đế mà đồng tư không nguyên thể nó mà động được. Đồng tư em phải nguyên thể chứ. Thế mẹ đây nó sai. Hội của Dương Hảo. Dương Hảo cô 2 sai. Cô 3 sai. 4 sai 5 sai. Mới được 1 câu. Mới được 2 điểm. Nhiều bạn chưa nộp đấy, Khánh Chi chưa nộp đấy. Chậm quá. Thôi em con câu cuối. Phương Trang chưa nộp đấy. Lam Phương chưa nộp đấy. Thôi em Đinh Ám đấy. Tuấn Ánh đấy. Văn Huy. Rồi, của Tuấn Anh. Tuấn Anh sai cô 5. Vậy là cô 3. Tuấn nóng với cô 3. Mà cái đường hướng Tuấn Anh làm thì đã hiểu rồi. Tuấn Anh chọn điểm. Mai Chi nhánh, nhánh thành viên nhánh, mấy bạn khác nơi nhánh đó. Có chưa bay nhá. Rồi, của Khánh Chi. Anh gì cô hai sai. Tạm biệt. Bây giờ cô chữa bài. Đây. Công thức thể phủ định của thi hiện tại đến là cứ có chủ ngữ còng phải còng trợ động từ đú hoặc đỡ còng nót rồi còng động từ nguyên thể đó. Vậy bây giờ ta cứ thêm đú với đỡ trước nót còng động từ nguyên thể là được. Ở trong ngoặc người ta đã cho nót với động từ nguyên thể rồi, bây giờ ta chỉ việc thêm đú hoặc đỡ rồi được nót động từ nguyên thể ra là được. Mà ái này có lại cái công thức bên này sao? Này. Mà cái từ ái này nó thuộc nhóm S1 nên ta phải thêm vào đấy, vào cái công thức ở đấy là trừ động từ đúng. Rồi sau đó ta đưa nó và động từ nguyên thể ra. Nó đây này. Động từ nguyên thể này đưa ra. Có gì đâu. Là xong. Là xong. Từ ở đấy sẽ là do not eat. Hoặc có bạn không biết muốn viết do not eat thì viết là don't eat đều được. À, có khó chỉ mở mà có bàn là không thêm đủ mà để nó thêm mẹ rồi thế mẹ vân vân. Tương tự như vậy sáng đến câu 2. Sáng đến câu 2 Hi, đã nhìn vào Hi.
Hí nó thuộc nhỏ mẹ thái. Hí thuộc nhỏ mẹ thái. Thì ta phải thêm chờ đông tư đỡ vào. Nên ở đây ta bỏ đỡ vào. Rồi đưa công với nó đấy. Công đông tư nguyên thể. Rồi công nó, công đông tư nguyên thể đưa ra. Đó. Tiếp tục. Câu số 3, her children, children là bọn trẻ là số nhiều thuộc nhóm mẹ 1, ta phải cộng với trợ động từ do, nên ở đây ta sẽ thêm là do. Thêm do. Có đứa not go ra. Đó. Xíu dễ luôn, không hề khó. Rồi, câu số 4, Mr. David là số ít thuộc nhóm mẹ 2, mẹ 2 thì cộng với does, nên ở đây sẽ là does. Not và drive. Drive. Đấy, does not drive. Mr. Davis does not drive to work every day. Có. Ơ? Em biết đúng mà có. Em đừng thêm rơ vào đấy nữa thì mà nó không có đúng. Em rơ vào. Vào đấy. Mà không có đúng được. Từ the drive khác, the driver chứ. The driver là tài xế rồi. Rồi câu số 5, giờ sắm là số ít, mặt trời là số ít, thì thuộc nhỏ mẹ thái. Nhỏ mẹ thái ta phải cộng với does. Rồi sau đưa not, cộng đồng tư nguyên thể ra. The sun not, a doesn't move around the earth. Mặt trời không quay quanh trái đất. Đây, vậy khí chia đồng tư ở thể phủ định của thi hiện tại đơn. Ta cứ thấy trong ngoặc mà có not và đồng tư nguyên thể rồi. Khí chia ra là thêm đủ đằng trước hoặc đỡ đằng trước là được. Con đằng sau đưa ra not what. Được chưa? Bình thường mà viết thế này, con thông thường họ sẽ họ viết tập thế này cho nhanh. Viết tập thế này cho nhanh. Hầu như trong trong sách kêu là họ viết tập thế này. Đó, doesn't what, don't what, don't go, don't, doesn't drive. Yeah. Đó là toàn bộ cái phần bài tập này. Nên là cháu có hai cái bài tập của thể khẳng định, thể phủ định hiền đấy đơn. Thì các bạn cần phải về nghiên cứu lại video này nữa để chúng ta hiểu hơn bài học. Tí nữa cô sẽ gửi các bạn cái bài tập live worksheet về thể khẳng định, thể phủ định của thi hiền đề đơn. Và các bạn làm live worksheet rồi chụp bài cho cô. Nhiệm vụ bài hôm nay của các bạn từng đó. Now, who have any idea? Có bạn nào có ý kiến gì được không? Lấy điểm quá. Lấy điểm. Chúng ta sẽ lấy điểm nha. Có em có. Tổng có mấy con điểm? Ba con quá. Ba con điểm. Ba. Nhớ này. Sau buổi này chúng ta quay video cuối khóa cho cô đó. Đến buổi thứ 19 là chúng ta phải nộp rồi nè. Mà hiện tại mới có được có 6 bạn gửi thôi. Chúng ta phải quay video nè. Hoàng Huệ. Mấy điểm em? Các bạn nhớ điểm nhánh để mà lấy điểm. Phương Trang. Chị mới 6 có ạ. Rồi Phương Trang. Khánh Chi. Nó có là 9.5.8. Đợt trước em có 1 con 10 được không? Ở bố. 47. Sao sao đọc có con? À bữa nữa là em bị thoát từ cùng hay nắng. Khi buổi đó em thoát xong rồi em chưa. Rồi Xuân Huy. Cậu ơi. Ôi nói em. Cái tay cái này cuối cùng là em chụp được cậu ạ. Đấy. Cảm ánh quá. Nên là đổi chiều được mấy điểm. Cái này em chưa có điểm xong em làm lại ra mà em chưa chụp được quá. Thùy Dương. Chưa chụp được thì chưa có điểm. Thùy Dương mày ấy. Thùy Dương đâu rồi nhanh. Hôm nay là mọi bốn lớp. Bài tập.